Mép nước là một nơi nguy hiểm. Bên dưới kia, một kẻ săn mồi bậc thầy đang ẩn nấp. Nó là kẻ sát nhân tiến hóa và phát triển trong 100 triệu năm. The Billabong King, vị chúa tể. Nó là một con sấu nước mặn tồn tại được trong môi trường khắc nghiệt làm thay đổi thế giới. Đây là con cá sấu chưa từng được nhìn thấy. Thông minh, mềm mại, duyên dáng và nham hiểm. Dawn. Bình minh, phía bắc Australia. Vùng đất ẩm ướt này là nơi tập trung đông nhất thế giới của loài cá sấu nước mặn. Trong suốt mùa mưa, đây là vùng đất màu mỡ cho muôn loài đang khát cháy. Chúng hòa vào với dòng sông, hồ nước tù, những con lạch nước dâng lên vì mùa mưa. Vịt và ngỗng dùng sức mạnh đám đông, chúng tìm kiếm sự an toàn từ đó. Với cá sấu, bất cứ cá nhân riêng lẻ nào cũng đều sẽ bị chúng biến thành những bữa ăn ngon. Cá sấu đầm mình dưới nước, tỏ ra không mấy hào hứng với lũ gà vịt quăng quắt kia. Cảm thấy an toàn, đàn vịt tập trung vào diện mạo với vẻ ưu thế và hiên ngang của mình. Bị sao nhãng, chúng không chú ý đến hai con cá sấu ở gần đó. Con mồi này quá nhỏ để chia sẻ. Victoria's croc is not home free yet. Một con lớn hơn khác đã nhìn thấy con mồi vừa bị chộp. Đây không phải là con cá sấu tầm thường. Nó là Billabong King, một con cá sấu đực dài 5,5 mét thống trị vùng sông nước này.
Con cá sấu chưa trưởng thành đã bỏ đi. Billabong King đã cướp mất chiến lợi phẩm của con cá sấu kia. King chuẩn bị nuốt miếng mồi ngon. Nhưng trước khi có thể ăn, địch thủ trẻ tuổi của nó quay trở lại. Cuộc chiến không cân sức này nhanh chóng bị đẩy lùi. Và rồi giờ ăn đã đến. Con cá sấu mở van ở cổ họng. Nó giữ đầu ngẩng cao để nước khỏi tràn vào phổi. Rocks he has swallowed will help him digest. Là vị chúa tể, Thilapong King chắc chắn nằm trong top trong chuỗi thức ăn ăn thịt. Những con cá sấu yếu thế hơn học cách giữ phép tắc khi Thilapong đến gần. King sống trong vùng nước mặn của miền duyên hải nước Úc. Chúng ta có thể bắt gặp nó nằm ườn trên bờ sông suốt ngày. Nhưng số khác mạo hiểm tiến sâu vào vùng biển hồ của loài cá sấu nước ngọt. Hoặc nước sóng biển cách bờ nhiều km. Cá sấu nước mặn phân bố khắp vùng đồng bằng từ Ấn Độ đến bờ bắc của nước Úc. Chúng phát triển mạnh vào mùa mưa ẩm ướt khi nước và thức ăn dễ dàng được tìm thấy. Nước sông ngòi tràn qua vùng đồng bằng tạo thành những vùng đất ẩm thấp cho cá sấu nước mặn vẫy vùng. Trong vài tháng, nước rút cạn đi, để lại mặt đất như nung và một giai đoạn khắc nghiệt. Nhưng bây giờ, đây là miền đất của sự sung túc. Billabong King đang tuần tra lãnh địa của mình. Nó không rời mắt khỏi những con đực khác, có nguy cơ thách thức nó và những con cái mà nó có thể ve vãn. Một con cá sấu đực khác bơi lại gần, chờ đợi một trận chiến. Billabong King quay lại khi kẻ thách thức bơi quanh nó, mỗi con đều ước lượng nhau. Kẻ thách thức không chớp mắt. King nâng cơ thể mình lên khỏi mặt nước như muốn đe dọa. Còn đối thủ cũng làm tương tự. Bạn đang xem trên kênh HD. Vì thế Billabong buộc phải giao chiến. Cuộc chiến đấu nảy lửa nhưng ngắn ngủi. Ý đồ là thống trị mà không cần gây thương tích.
Chiếc mõm nâng cao lên là dấu hiệu đầu hàng của con đối thủ. It's more posturing than punishment. But the Billabong King is a seasoned veteran with swagger to spare. Chiến thắng, King nhanh chóng chuyển sang quan tâm đến những chuyện tình đắm say hơn. Nó nghe được tiếng rì rầm của một con cái gần đấy. Trong suốt mùa sinh sản, cá sấu đực di chuyển rất xa để tìm kiếm bạn tình. King Billabong đã phát hiện ra một con cái cạnh bìa lãnh địa của mình. Nó là một trong nhiều con cái mà King sẽ kết đôi trong vài tháng tới. Giao phối diễn ra dưới nước, sủi tăm bọt để thăm dò trạng thái của nhau. Khi đến đúng thời điểm, con cái nâng mõm nó lên quy phục. King nhanh chóng tiến lại gần. Trong vùng nước đục ngầu, đuôi của chúng quấn vào nhau. Một đôi có thể giao phối vài lần trong vài ngày tới. Vào những mùa khác, cá sấu đực chẳng bao giờ để con cái đến gần như vậy. Nhưng tối nay, chúng tiếp cận nhau thật dịu dàng. Không lâu sau, Billabong King bỏ đi. Con cái bắt đầu nghĩ về nơi ẩn náu. Những nơi an toàn thì khó kiếm. Cá sấu cái đang tìm một nơi đủ khô ráo nhưng gần nước. Nó sẽ làm vài cái ổ trước khi ổn định vị trí. Nước lụt là mối nguy hiểm lớn nhất đối với số trứng của nó. Vào lúc cao điểm mùa mưa, mưa hầu như suốt ngày. Mặt đất khô cằn sẽ trở thành dòng sông ngập tràn nước trong vài giờ. Khi đã chọn một nơi thích hợp, cá sấu mẹ sẽ quyết tâm bảo vệ nó. Trứng sẽ trở thành mối quan tâm hàng đầu duy nhất của cá sấu mẹ. Khoảng 6 tuần sau khi giao phối, con cái sẵn sàng sinh nở. Camera hồng ngoại có thể quan sát được quá trình trở dạ của cá sấu mẹ trong đêm tối đen như mực. Nó bắt đầu mở cái tổ mà nó đã cất công xây dựng bấy lâu lên. Short bursts of digging are punctuated by frequent rests. Nó là một con cá sấu to lớn và có thể đẻ hơn 80 trứng. Một số được thụ tinh bởi Billabong King, nhưng những con đực khác cũng đã giao phối với nó. Wow.
Khi đã đẻ hết số trứng, cá sấu mẹ che đậy chúng bằng cách lấp cây cỏ lên trên, giúp bảo vệ tổ và giữ ấm trứng. Buổi sáng trên nhánh sông, nhiều loài vật đang vây quanh. Lũ cá sấu máu lạnh đang nằm ườn dưới nắng sớm. Những con kangaroo nhỏ lợi dụng sự yên tĩnh của lũ cá sấu. Cá sấu rất chuyên nghiệp trong việc tấn công như tia chớp khi ở dưới nước, nhưng chúng không phải là tay thợ săn lành nghề trên cạn, nơi mà con mồi có thể nhìn thấy chúng. Kangaroo dường như biết được những hạn chế của cá sấu. Chúng tiến rất gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách cần thiết. Đấy là một chiến lược an toàn trên cạn. Dưới nước, Billabong King đang đi kiếm mồi. Nó rình theo dõi những con kangaroo chậm chạp trên bờ nước. Kangaroo chỉ chọn những nơi xa dòng nước. Hoặc tìm những vùng nước cạn đến mức cá sấu không thể ẩn núp được. Nhưng chúng không hoàn toàn đúng. Philippon King quan sát con mồi từ xa, rồi bắt đầu cuộc tấn công lén lút. Nó tiến đến gần mà không gây tiếng động nào. Với tốc độ hơn 12 mét giây, nó không để nạn nhân kịp phản ứng. Trận đòn khủng khiếp không chỉ giết chết mà còn xé con mồi thành từng mảnh để có thể nuốt chửng. Bây giờ nó cần ăn no bởi nó sẽ ăn ít lại trong những tháng lạnh sắp tới. Trong lúc Billabong King vỗ béo cho bản thân thì bầy con non của nó bắt đầu nở. Sau 3 tháng nằm trong tổ, cá sấu con bắt đầu chui ra khỏi vỏ trứng. Nhiệt độ khác nhau sẽ quyết định giới tính của chúng, cái hay đực. Trứng mát hơn sẽ tạo ra con cái.
Nhiệt độ nóng nhất sẽ tạo ra con đực mạnh khỏe và phát triển nhanh hơn. Những con đực to lớn có khả năng kết bạn tình cao hơn những con bé. Thậm chí những con cái nhỏ sẽ phải đi kiếm bạn tình. Đáng chú ý là tạo hóa đã tìm ra cách để chọn kích cỡ và sức mạnh cho những con cá sấu đực trước khi chúng được sinh ra. Con non bắt đầu gọi mẹ ngay khi chúng còn ở trong trứng. Chúng cần sự giúp đỡ của mẹ nó để ra khỏi tổ, nơi mà với lũ cá sấu con là một pháo đài vững chắc. Cá sấu mẹ bắt đầu việc nuôi nấng con cái của mình bằng việc đào, phá tổ để lũ con được tự do thoát ra ngoài. Nhưng công việc dường như gặp khó khăn. Việc dùng miệng với hàm đầy răng, nó phải đưa bầy con non từ tổ đến một vùng nước an toàn hơn. Thật khó để tóm lấy lũ con non. Bản năng đã giúp chúng tránh khỏi nanh vuốt của các loài động vật khác. Nhưng một khi cá sấu mẹ đưa lũ con đến nơi an toàn, thì những kẻ khác nghe thấy tiếng kêu của lũ con non và thế là theo chân. Dưới nước, lũ con non phải tự bảo vệ mình là chủ yếu. Mẹ chúng sẽ trông nom nó trong vài tuần nữa, nhưng chúng vẫn là mục tiêu của lũ chim, rùa cá và thậm chí là những con cá sấu khác. Nếu chúng sống sót để trưởng thành, chúng sẽ trở thành top trong chuỗi thức ăn. Nhưng hiện tại, chúng gần như nằm cuối cùng của chuỗi. Chỉ 1% sẽ sống sót, trưởng thành. Bây giờ là tháng 5 ở nước Úc, mùa khô bắt đầu. Thời tiết mát mẻ hơn và cá sấu trở nên ít hoạt động. Máu lạnh nên chúng dựa vào mặt trời, bóng râm và nước để giữ thân nhiệt ở khoảng 32 độ C. Chúng giữ ấm cơ thể bằng một hệ thống mạch máu dưới lớp vảy trên lưng. Khi mặt trời chiếu vào lớp vảy này, sẽ làm ấm máu của chúng. Đấy là một phương pháp hiệu quả, nhưng chậm. Một con cá sấu to lớn như con Pelican King chắc hẳn lo lắng về cái đầu quá nóng trong khi cơ thể ấm lên một cách chậm chạp. Một số nhà khoa học cho rằng cá sấu há miệng để thoát hơi nóng giúp làm lạnh bộ não của mình. Hay chúng chỉ nghe hàm răng để đe dọa những con cá sấu khác tránh xa. Nếu không có mưa trong hơn một tháng nữa, toàn bộ vùng đồng bằng rộng lớn, sông ngòi đầm lầy đều sẽ bắt đầu khô cạn.
mực nước xuống cạn và cá sấu phải di chuyển. Billabong king rút về nơi ẩn nấp của nó vào mùa khô. Với gần 50 năm kinh nghiệm, nó biết nơi nào là ẩm ướt quanh năm và quyết tâm bảo vệ nơi đó. Những con cá sấu nhỏ hơn bị đẩy vào những nơi có môi trường sống khắc nghiệt hơn. Mùa khô ở nước Úc là thời gian nguy hiểm cho những con cá sấu non. Bên bờ sông bùn lầy, những con non 3 tháng tuổi may mắn vẫn còn có nước. Mẹ chúng đã chọn cho chúng nơi cư ngụ rất lý tưởng. Cá sấu mẹ vẫn ở gần đấy và sẽ đến lúc nào có tiếng kêu cứu của con cái. Nhưng hầu hết thời gian còn lại, nó để lũ con non một mình. Lũ con non rất ít khi mạo hiểm lên bờ, nơi mà chúng có thể dễ dàng bị những kẻ săn mồi tóm gọn. Nhưng nhu cầu tìm kiếm thức ăn đã khiến chúng trở nên gan dạ, và thế là chúng tiến vào bờ để tìm kiếm cua, côn trùng và những sinh vật nhỏ khác. Một con cò cổ đen cũng có thức ăn tương tự với cá sấu non. Loài cá bống trắng trên bờ sông có vẻ là con mồi dễ dàng. Loài cá này có thể đi bằng vây trước của mình. Những con cá sấu non tưởng chúng không có khả năng tự vệ, nhưng quả thực rất khó bắt được chúng. Đuổi theo con mồi quanh trên bờ không phải là cách săn mồi của những con cá sấu trưởng thành, nhưng những con non thì vẫn làm vì những con mồi đều rất nhỏ. Như cá sấu trưởng thành, cá sấu con là kẻ săn mồi dễ thích nghi, tự thiết kế chiến thuật bắt mồi. Hôm nay, cơ hội của nó là một con cua. Kẻ săn mồi trở về nơi an toàn dưới nước để thưởng thức chiến lợi phẩm của mình. Không may cho những con cá sấu con anh em, nó không phải là con cá sấu con duy nhất ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Dù cá sấu mẹ ở rất gần, nhưng hầu hết những con non đều có số phận tương tự. Đồng bằng vẫn tiếp tục khô hạn. Sông ngòi và ao hồ biến thành những dải đất nước nẻ. Đây là thời gian khó khăn cho những dân cư sống trong vùng đồng bằng. Con chó Dingo này tỏ ra căng thẳng. Nhìn những xương sườn cũng đủ biết được sự đói khát của nó. Một con cá sấu mới nở sẽ trở thành một miếng mồi ngon. Dingo không phải là kẻ đói khát duy nhất. Cá sấu mẹ ăn được chút ít trong khi canh gác lũ con trong vũng nước đang bị thu hẹp lại.
Nó dành hầu hết thời gian ở dưới nước, tim đập rất chậm, chỉ vài nhịp một phút. Nó có thể chìm dưới nước trong hơn tiếng đồng hồ. Đối với con nong, nhu cầu trao đổi chất cao hơn nên phải hít thở thường xuyên. Chúng dễ bị tấn công trên bề mặt nước. Chó Dingo có thể là kẻ săn mồi chính lũ cá sấu non. Đây là món bỡ cho cá sấu mẹ và có lẽ là miếng mồi cuối cùng của nó. Khi thời tiết trở nên mát mẻ hơn, những con cá sấu lớn dừng việc ăn uống. Chúng không đủ sức sưởi ấm dạ dày để tiêu hóa thức ăn. Chúng có thể sống mà không ăn uống trong nhiều tháng, nhưng khi nước rút khỏi đồng bằng, nhiều cá sấu sẽ phải đối mặt với thử thách khốc liệt hơn. Cách đây vài tháng, sông và hồ cung cấp cho cá sấu một hệ sinh thái ẩm ướt và rộng mênh mông. Nhưng khi nước rút đi, môi trường sống cũng theo đó thu hẹp lại. Những dòng nước ngọt ngào biến thành những vùng đất cỏ và khô cằn. Những chiếc hồ bùm lầy trở thành những ốc đảo chật ních. Vào thời gian này trong năm, những con cá sấu chẳng còn quan tâm tới việc bảo vệ lãnh địa của mình. Tất cả những gì chúng muốn là một nơi có bùm lầy. Chúng cần nước để giữ cơ thể mát. Nhưng khi hồ khô ráo, bầy cá sấu ngày càng phải xích gần nhau hơn thì căng thẳng tăng lên. Một con cá sấu đã từ bỏ sự an toàn đáng hoài nghi trong bụng để đi tìm nơi khác hấp dẫn hơn. Nó lên đường từ chiều tối, hy vọng tìm ra cái hồ khác trước bình minh. Dưới ánh sáng ban mai, dấu chân trên lớp bùn để lộ rõ một chuyến đi rất hăng hái. Nhưng nó đi không bao xa. Không có nước, không thích gì bảo vệ nó khỏi ánh mặt trời, nó sẽ không kéo dài được lâu. Các cơ quan trên cơ thể bị nung khi nó dầm mình dưới bùn. Mùa khô dài đằng đẵng đã lấy đi mạng sống của nó. Và những cơn mưa mùa hè vẫn còn rất xa vời. Billabong King thì khá hơn nhiều. Nơi cư trú của nó toàn nước là nước. Kinh nghiệm sống trong nửa thế kỷ đã giúp nó rất nhiều. Nó biết cách để tồn tại trong mùa khô khắc nghiệt, cũng như trong vùng nước mát lạnh. Nó cũng biết một bí mật mà rất ít con cá sấu khác biết. Một bí mật khiến chúng di chuyển.
For the informed few, it will provide some welcome relief from the hardships of the last few months. Điều gì thúc đẩy chúng di chuyển là một bí mật, nhưng tất cả đồng loạt chúng hướng về một nơi đặc biệt trên một con sông đặc biệt. Cá sấu có thể di chuyển hơn 100 km để đến nơi mà chúng muốn. Billabong King thực hiện chuyến hành trình của mình với dáng điệu uể oải, lừ đừ vốn có của nó. Những con khác cũng phải băng qua miền đất khô hạn. Nhưng dường như chúng biết đường đi và cách tránh nóng. Chúng thường xuyên nghỉ ngơi và tránh nắng dưới bóng râm. Bạn đang xem trên kênh HTHD. Lần lượt, cá sấu đến nơi chúng muốn đến. Tập trung gần một cái đập nhân tạo nhỏ, số lượng chúng ngày càng tăng lên. Lúc này, Billabong King đang bơi bên bờ sông có rất nhiều cá sấu khác. Vào mùa khô khi bờ sông cạn nước, chiếc đập chia dòng nước thành hai dòng, dòng nước ngọt và dòng nước mặn. Và nó cũng là một cái bẫy cá. Cá đối bơi ngược dòng để đẻ trứng trong suốt mùa mưa khi mực nước sông và đập dâng cao. Không thể trở lại biển cả một khi mực nước xuống thấp, chúng tập trung hàng trăm con cạnh bờ đập. Nhưng tối nay, một đợt thủy triều dâng rất cao giúp giải thoát đàn cá. Đó là đợt thủy triều lớn nhất chỉ xảy ra hai lần trong năm. Và đấy là lý do tại sao cá sấu đã tìm đến đây. Khi thủy triều vượt đỉnh đập, cá đối vượt qua đó để trở về với đại dương. Cá sấu đang chờ đợi. Như gấu bắt cá hồi, cá sấu săn mồi mà chẳng mất nhiều công sức. Chúng chờ đợi bằng cách há mồm, sẵn sàng đớp trọn con mồi. Lũ cá sấu tranh giành vị trí tốt nhất trên dòng sông. Và như thường lệ, Billabong King sẽ có được quyền đó. Nhưng có quá nhiều cá chung quanh và lũ cá sấu tha hồ thưởng thức sau một mùa túng thiếu. Từ việc theo dõi thủy triều để có chiến thuật bắt cá tuyệt vời, cá sấu đã chứng tỏ sự thông minh của một loài vật thường săn mồi theo bản năng một cách đơn lẻ. Billabong King trở về với bóng tối, với dáng vẻ no nê. Nó được thết đãi bữa ngon nhất trong suốt mùa khô khó khăn và dường như ung dung tự tại nhất so với những năm trong vai trò thống trị. Tháng 1 đến. Cuối cùng mùa mưa trở lại mang nguồn tiếp tế cho vùng đất nóng như nung.
Sông ngòi và hồ no nước, đồng bằng ngập lụt trở lại. Billabong King tiếp tục là vị chúa tể trong những năm tiếp theo. Tính theo kích thước, có lẽ nó đã đến tuổi 50. Nó không gây chiến với ai, nhưng luôn sẵn sàng giao chiến khi nó cảm thấy uy quyền của mình bị đe dọa. Hôm nay, một con cá sấu khác đang săn mồi trên lãnh địa của nó. Dường như chỉ là một sự vi phạm nhỏ, nhưng khiến nó tức giận lên. Philippon cuộn cơ bắp lên. Con đối địch cẩn thận không khoe khoang chiến tích bắt mồi của nó. Nó chén con mồi rất nhanh khi Philippon King quay đầu lại. Thậm chí là thế thì nó cũng sẽ bị King đuổi ra khỏi lãnh địa của mình. Như vô số lần trước đó, Philippon King củng cố quyền tối cao của mình mà không cần bất cứ trận chiến nào. Những con cá sấu con của Philippon King nay đã gần một tuổi. Trong 4 năm tới, trở ngại lớn nhất của chúng là bị chính những con cá sấu lớn hơn ăn thịt. Thậm chí bố đẻ của chúng cũng sẽ ăn thịt chúng nếu có cơ hội. Nhưng hôm nay, khi có những mối quan tâm khác khiến nó trở nên lịch thiệp hơn. Với thị giác, khứu giác và thính giác rất tinh, Philippon King bị cuốn hút bởi sự huyên náo trên những nhánh cây bên bờ sông. Đấy là những con cáo bay thường làm tổ gần mặt nước sau một đêm tàn phá hoa và mật hoa. Loài du cư bay hàng trăm km và đàn của nó lên đến hàng triệu con. Chỗ đậu của lũ dơi khá cao so với mặt nước, chúng tưởng như rất an toàn. Nhưng con cá sấu này lại có tài năng vô song. Sử dụng cái đuôi vô cùng mạnh khỏe, Philippon nâng cơ thể của nó lên cao đến 2,5 mét trên không. Con dơi không còn cơ hội. Quả là một sự phô trương sức mạnh ghê gớm của một con cá sấu nặng 1.000 kg. Đây chỉ là một ví dụ về khả năng thích nghi và sức mạnh của nó. Một minh chứng cho sự trường tồn và thành công của nó. Nhiều năm trôi qua, nó vượt trên mọi thách thức, thích nghi với môi trường sống và giữ vững uy quyền ngự trị của mình. 100 triệu năm tiến hóa đã tạo ra một loài vật làm chủ được lãnh địa của mình, thích nghi để sống sót rất tinh vi trong môi trường khắc nghiệt của vùng đồng bằng nước Úc.